Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cơ thể bạn nói gì được phát sóng vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Tôi là Xuân Quỳnh và rất là vui khi mà ngày hôm nay lại có thể gặp lại quý vị để chúng ta cùng nhau tiếp tục trao đổi, bàn luận những câu chuyện về sức khỏe. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề là làm thế nào để tăng hiệu quả điều trị, nâng cao thể trạng và giảm tái phát ở bệnh nhân ung thư. Ngay bây giờ, nếu quý vị quan tâm đến chủ đề này, hãy gọi điện đến số điện thoại của chương trình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Atican hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa, xạ trị với thành phần chính là nano curcumin, gừng, rutin. Atican có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng của viêm dạ dày, tá tràng, hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp làm giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Những đối tượng phù hợp sử dụng Atican: người viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, người có sức đề kháng kém, người sau khi hóa trị, xạ trị. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay thì y học hiện đại cũng đã có thể giải quyết được những vấn đề cho các bệnh nhân ung thư bằng cách là chúng ta có thể phát hiện sớm hoặc đối với những ca mổ hóa trị hay là xạ trị. Tuy nhiên đến đây thì có một điều mà rất là nhiều những bệnh nhân ung thư quan tâm, đó là liệu cái tình trạng ung thư có tái phát trở lại được hay không và chúng ta phải làm như thế nào để ngăn ngừa cái quá trình này xảy ra. Thì ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình của chúng tôi với nội dung này, cùng với sự tham gia tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Vũ Hữu Khiêm, Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu của Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, xin chào chị Xuân Quỳnh, xin chào quý vị khán giả. Và ngoài ra chúng tôi cũng đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Thảo của Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xin chào chị. Chào chị Xuân Quỳnh, xin chào quý vị khán giả. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu câu chuyện của một nhân vật thực tế, nhân vật khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu chị Phương Linh. Và xin chào Xuân Quỳnh, xin chào bác sĩ, xin chào chuyên gia và xin chào quý vị khán giả. Trước tiên thì xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị khách mời đã đến với trường quay ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi chúng ta cùng tìm hiểu về câu chuyện, về chủ đề này thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có 300.000 người bệnh nhân ung thư, hơn 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân tử vong. Điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, phẫu thuật, tia xạ, hóa chất, miễn dịch tự thân là những phương pháp điều trị ung thư chủ yếu hiện nay. Việc lựa chọn phương pháp trị liệu phụ thuộc vào loại và vị trí của những khối u và giai đoạn của bệnh cũng như tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Mục đích lý tưởng của việc điều trị là loại bỏ hoàn toàn khối ung thư mà không gây thiệt hại đến phần còn lại của cơ thể, nghĩa là chữa trị thành công với gần như không có tác dụng phụ. Đôi khi điều này có thể thực hiện bằng phẫu thuật, nhưng vì tế bào ung thư có xu hướng xâm nhập mô lân cận hoặc di căn đến nội tạng khác nên phương pháp phẫu thuật vẫn còn những hạn chế. Phương pháp hóa và xạ trị thì lại có ảnh hưởng tiêu cực đến tế bào bình thường. Do đó mục đích thực tiễn hơn chính là chữa trị mà vẫn phải chấp nhận một số tác dụng phụ. Đáng lưu ý, đã có rất nhiều ca bệnh phát hiện ung thư sớm và được điều trị thành công nhưng lại bị tái phát trở lại do người bệnh chưa có phương pháp điều trị phòng ngừa hiệu quả. Điều này khiến cho người bệnh càng hoang mang về mức độ nguy hiểm của bệnh ung thư. Vậy làm thế nào để tăng hiệu quả điều trị, nâng cao thể trạng và giảm tái phát ở bệnh nhân ung thư? Vâng, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự liên quan đến chủ đề của ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có một nhân vật thực tế như tôi đã giới thiệu, đó là chị Phương Linh. Có lẽ là ở phần đầu của chương trình này, để cho các chuyên gia, các bác sĩ của chúng tôi có thể hiểu hơn, thì xin mời chị hãy chia sẻ câu chuyện của mình được không ạ? Tôi năm nay 40 tuổi, tôi là Phương Linh cũng như Xuân Quỳnh vừa giới thiệu. Thì trước đây là tôi có cái hiện tượng là cái bên ngực của tôi ấy, là có những lúc mình đau âm ỉ, cũng có những lúc thì đau rất là dữ dội. Và kèm lúc đó thì tôi có phát hiện ra là thấy có hai cái khối u khoảng 2cm ở bên nách và bên ngực của mình. Tôi có đi khám bác sĩ, cũng có xét nghiệm và bác sĩ kết luận tôi là tôi bị ung thư vú ở giai đoạn 2. Và đến nay thì tôi đã trải qua hai đợt hóa trị. Và sau mỗi đợt hóa trị thì cơ thể tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và kiệt sức. Và phải mất một thời gian rất là dài tôi mới có thể trở lại trạng thái bình thường được. Điều này thực sự làm cho bản thân tôi và gia đình tôi rất là lo lắng, mất rất nhiều thời gian cũng như là chi phí. Và hôm nay đến với chương trình thì tôi cũng rất là mong bác sĩ có thể tư vấn cho tôi cái cách mà chăm sóc cũng như là bảo vệ sức khỏe khi mà tôi phải sống chung với cái căn bệnh này. Bên cạnh đó thì tôi cũng có một băn khoăn là gia đình nhà tôi thì không có ai bị ung thư cả, mà tại sao tôi lại bị ung thư vú như vậy? Cái bệnh ung thư vú của tôi ấy, thì có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không? Và sau khi mà chữa thì nó có bị tái phát lại hay không ạ? Về ung thư nói chung và trong đó có ung thư vú thì đều có cái tỷ lệ chữa khỏi. Tất nhiên rằng nếu như chúng ta phát hiện được bệnh ở giai đoạn sớm thì cái tỷ lệ chữa khỏi càng cao. Đối với ung thư vú, nếu như giai đoạn 1 thì có thể chữa khỏi đến 95-100%. Ở giai đoạn 2 thì xuống khoảng 75-80%. Và càng giai đoạn sau thì cái tỷ lệ chữa khỏi nó càng thấp hơn nữa. Thế cho nên của chị là giai đoạn 2 thì chị vẫn hoàn toàn yên tâm rằng có thể chữa khỏi được.
nếu như chị tuân thủ cái phác đồ điều trị của bác sĩ, có một cái ý chí, cái quyết tâm, cái tinh thần lạc quan chống lại bệnh tật, cũng như là có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ vận động, thì tôi nghĩ rằng chị cũng như là rất nhiều các bệnh nhân ung thư khác hoàn toàn có thể chiến thắng được căn bệnh ung thư này. Tâm lý nói chung, khi mà ai đi khám mà nhận được hai chữ kết luận của bác sĩ là ung thư thì coi như là rất là đáng sợ, và nhiều người nghĩ là nó như là một cái án tử đối với mình vậy. Tuy nhiên rõ ràng chúng ta thấy là ung thư, quan trọng là nó ở giai đoạn nào và chúng ta lựa chọn cái phương pháp điều trị như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì đối với ung thư hiện nay trong y học hiện đại thì thường có những cái phương pháp điều trị ra sao ạ? Ung thư hiện nay thì điều trị thì có rất nhiều các cái phương pháp mới ra đời trong những năm gần đây. Tuy nhiên rằng có thể xếp thành ba cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các cái phương pháp mà điều trị tại chỗ, ví dụ như là phẫu thuật. Cái thứ hai là các phương pháp tại vùng, thì người ta hay nhắc đến đó là các cái phương pháp xạ trị. Đặc biệt thì cái phương pháp thứ ba là cái phương pháp điều trị toàn thân. Tức là gì? Tức là sẽ các cái thuốc có thể qua đường tiêu hóa uống vào hoặc là qua đường truyền tĩnh mạch sẽ đi khắp nơi trong cơ thể và nó tiêu diệt các cái khối u cũng như các cái tế bào ung thư, nó di căn các nơi trong cơ thể. Thì các cái phương pháp điều trị toàn thân hiện nay thì thứ nhất là hóa trị, cái tác dụng của nó cũng như là các cái độc tính mà mình đã phải gánh chịu. Cái thứ hai là cái điều pháp điều trị về nội tiết, có thể phải cắt buồng trứng rồi là uống các cái thuốc nội tiết. Thứ ba là các cái phương pháp nhắm trúng đích, thì cái phương pháp này ra đời cũng mang lại nhiều hiệu quả, nhiều cái hy vọng cho các cái bệnh nhân ung thư nói chung, trong đó ung thư vú. Và gần đây nữa thì khoảng cỡ 5 năm gần đây, thêm một cái phương pháp mới trong điều trị ung thư, phương pháp điều trị gọi là miễn dịch, và nó mở ra một cái kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư, kéo dài được cái thời gian sống của bệnh nhân và nó hạn chế bớt được các cái tác dụng phụ hơn so với các cái phương pháp điều trị kinh điển khác. Tuy nhiên là với những cái phương pháp điều trị như vậy, đặc biệt như là hóa trị, xạ trị hay là phẫu thuật, thì chắc chắn là nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ đối với người bệnh. Thì cụ thể ở đây tác dụng phụ là như thế nào, và liệu là người bệnh chúng ta có một cái cách nào đó để làm giảm những cái tác dụng phụ đó đi và nâng cao thể trạng trong quá trình điều trị không ạ? Điều trị ung thư phải nói thật là các cái phương pháp điều trị khá là nặng nề, nhất là các bệnh nhân mà giai đoạn về sau thì càng phải sử dụng nhiều các cái phương pháp điều trị. Hóa trị, xạ trị thì có rất nhiều các cái tác dụng phụ, là cái phương pháp mà tiêu diệt các cái tế bào ung thư. Tuy nhiên rằng nó cũng tác động lên cả các cái tế bào lành trong cơ thể. Các cái tác dụng toàn thân như là mệt mỏi, là buồn nôn, chán ăn, các cái triệu chứng về đường tiêu hóa như là có thể bị viêm niêm mạc đường tiêu hóa dẫn đến bị tiêu chảy. Đấy, rồi là các cái triệu chứng hệ tạo máu như là thiếu các cái dòng như dòng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Đặc biệt là thiếu các dòng về bạch cầu thì nó sẽ có thể gây ra các cái biến chứng về nhiễm trùng, có thể là viêm phổi hoặc là nhiễm trùng huyết, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tùy theo các cái bệnh ung thư ở các cái vị trí khác nhau thì nó gây ra các cái triệu chứng khác nhau. Nói chung rằng thì các phương pháp hóa trị và xạ trị thì ngoài các tác dụng chữa bệnh thì rất nhiều các cái độc tính, và người thầy thuốc như chúng tôi cũng phải ngoài cái việc điều trị cũng phải căn dặn, cũng phải hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cách chăm sóc, cách để nâng cao thể trạng của bệnh nhân để có thể chiến đấu với cái bệnh ung thư được tốt hơn. Vâng, điều đấy cũng rất quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta điều trị, đúng không ạ? Tuy nhiên như ngay từ đầu bác sĩ cũng đã trả lời chị Linh rằng là đối với những người mà chúng ta phát hiện ung thư sớm thì hoàn toàn là có thể điều trị được khỏi. Tuy nhiên lại có những cái trường hợp sau khi điều trị xong thì lại bị tái phát. Nguyên nhân vì sao lại như thế và có cách nào để chúng ta làm giảm cái điều đấy xảy ra không ạ? Vẫn có cái khả năng nó tái phát. Nó gặp ở trong các cái tình huống sau. Một, đó là các cái tế bào ung thư nó chuyển sang cái trạng thái ngủ. Thế và nó chỉ chờ khi mà cơ thể có thể suy yếu đấy, thì hệ miễn dịch kém thì nó lại bùng lên, nó phát triển đấy, bệnh ung thư lại tái phát. Hoặc là cái thứ hai là các cái tế bào ung thư nó ẩn nấp, sau khi chúng ta điều trị thì thấy không còn tế bào ung thư, nhưng sau một thời gian thì các cái vị trí đấy nó lại phát triển lên, nó tạo ra hiện tượng là di căn xa sau điều trị. Thứ ba thì là các cái tế bào ung thư nó gây ra cái hiện tượng gọi là trốn thoát được cái hệ miễn dịch của cơ thể. Khi mà cái hệ miễn dịch cơ thể bị suy yếu, không đủ năng lực để nhận ra biết rằng đây là tế bào ung thư để tiêu diệt, thì cái tế bào ung thư trốn thoát miễn dịch nó sẽ phát triển lên và một thời gian nó sẽ bùng phát bệnh trở lại. Bệnh nhân cũng như là người nhà đây phải tuân thủ cái sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị là cái đầu tiên. Thứ hai là phải có cái chế độ sinh hoạt, chế độ nghỉ ngơi
cũng như là chế độ vận động hợp lý. Thứ ba là phải có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và thứ tư cái rất là quan trọng đó là cái tinh thần mà tốt thì hệ miễn dịch mới tốt. Hệ miễn dịch tốt thì sẽ kiểm soát được các cái bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch cơ thể lên thì nó cũng hạn chế bớt được cái nguy cơ mà bệnh tái phát. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thực sự chúng ta cũng đã có được những cái kiến thức và những cái sự hiểu biết cơ bản. Tuy nhiên trước khi chúng ta cùng đi sâu hơn nữa về vấn đề làm thế nào để chúng ta tăng hiệu quả điều trị, tăng được cái sức đề kháng của cơ thể cũng như là giảm tái phát ở bệnh nhân ung thư cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Thảo ở đây, thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một tình huống của chương trình. Chị chào em lâu chưa? Ôi giời. Đứng yên. Tóp. Xoay nửa vòng xem nào. Cái gì thế? Xoay sang. Bên này nữa. Đẹp, được. Phải nói là dạo này cô đẹp lên đấy. Em chú đáo quá, gọi nước sẵn cho em cơ đấy. Uống đi cho nó khỏe. Uống đi. Dạ. Ôi giời ơi, tươi tỉnh. Thế chẳng nhẽ chị cứ bắt em ngồi nhà ôm gối khóc suốt à? Em không biết đâu. Hàng xóm nhà chị có cái chị Hoa nhá, mà mới phát hiện ra là bị ung thư nhá. Tinh thần bà ấy suy sụp, lúc nào cũng khóc lóc nhá. Tinh thần ấy của mình là số 1. Tiếp theo nữa là tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ là nhất. Và sau đó thì là kết hợp sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên là đặc biệt luôn. Thế em dùng thảo dược gì đấy? Mách cho chị với, để chị về chị nói với bà hàng xóm. Đây, sản phẩm chiết xuất từ các thành phần nano, các dược liệu công nghệ solid này, lipid này, nano cocomin. Nó chiết xuất từ nghệ mà chị. Vâng, thế còn nano ginger là chiết xuất từ gừng, nano rutin là chiết xuất từ hoa hòe chị ạ. Này, dạ. Bây giờ em trở thành thầy thuốc của chính mình rồi đấy. Phải tự chăm sóc bản thân mình chứ biết làm thế nào chị. Chị cũng mong em khỏe để có người đi shopping cùng với chị chứ. Mà chị bảo này, có phải là cái thảo dược như thế này ấy thì bệnh nhân nào cũng dùng được à? Cái này ấy thì phải tham khảo ý kiến của dược sĩ chị ạ. Vâng, chúng ta vừa theo dõi một tình huống của chương trình, và trong tình huống thì nhân vật cũng có nhắc đến một số những cái thành phần thảo dược. Thì thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho khán giả một vài những thông tin về cái xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên trong cái quá trình hỗ trợ điều trị ung thư trong thời gian gần đây không ạ? Bây giờ cái xu hướng chung thì người ta bắt đầu cũng muốn gần gũi với thiên nhiên hơn, để sử dụng những cái sản phẩm từ thiên nhiên để làm giảm các cái tác dụng phụ của hóa trị. Tất nhiên cái này nó chỉ là hỗ trợ thôi, không phải là thay thế được thuốc chữa bệnh. Sau khi kết thúc khóa xạ trị rồi, đúng không, chúng ta cần phải hồi phục sức khỏe, chúng ta cần phải các cái thuốc để duy trì, để nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Ví dụ như một số các cái chất có các thành phần như là curcumin, là cái chất chiết xuất từ cái củ nghệ, chúng ta đều biết rồi, rất là gần gũi với lại chúng ta, đúng không ạ. Ví dụ như nano ringer thì cái này là chiết xuất từ cái củ gừng. Ví dụ như nano rutin, nó là các cái chiết xuất từ hoa hòe. Tất cả đó đều là những cái bài thuốc dân gian thôi, nhưng mà bây giờ cái công nghệ khoa học kỹ thuật người ta phát triển sâu hơn thì người ta chiết xuất ra những cái chất đó ở dưới cái dạng nano, để cho tức là dạng rất là nhỏ, để cho cơ thể dễ dàng hấp thu và dễ dàng phân bố đến các cơ quan bị bệnh. Curcumin, rutin hay là oleoricin từ gừng thì đều là những cái thành phần rất là phổ biến và cũng đã được người dân sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên dưới dạng bào chế mới là dưới dạng nano thì trong cái thí nghiệm gần đây của chúng tôi trên động vật, trên chuột bị gây guộ thì thể hiện rất rõ hoạt tính kháng ngu trên động vật và rất an toàn trên động vật. Đấy là trong những cái thí nghiệm tiền lâm sàng của chúng tôi. Chính vì điều đó mà ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Thảo, là một người mà cũng có sự nghiên cứu trực tiếp về tác dụng của hỗn hợp nano. Thì có lẽ chúng tôi cũng mong muốn được lắng nghe những chia sẻ của chị về một số những kết quả nổi bật trong nghiên cứu của mình ạ. Thời gian gần đây thì như chúng ta đều biết, tức là cái công nghệ nano là một trong những cái công nghệ mà đưa ra rất nhiều cái ứng dụng mới trong y sinh. Có cái công nghệ là sử dụng nano liposome giúp cho cái việc tăng cường cái hoạt tính sinh học, tăng cường tính sinh khả dụng của cái hoạt chất. Mà như chúng ta đều biết là ví dụ như các cái chất chống ung thư là những chất rất độc và nó gây ra rất nhiều tác dụng phụ. Thế thì khi chúng ta sử dụng cái công nghệ nano liposome để chúng ta tích hợp cái thuốc vào bên trong cái phân tử đó, các nhà khoa học đều công nhận và cũng đã được FDA cho phép sử dụng trên lâm sàng để chữa trị bệnh. Ví dụ như là cái hoạt chất doxorubicin là hoạt chất rất độc được sử dụng chữa trị ung thư, và hiện tại thì nó đã được tích hợp vào trong chất mang liposome. Thế và nó cải thiện tính sinh khả dụng rất nhiều,
nó cải thiện được độc tính, nó tăng cường tính hướng đích, giảm thiểu được cái tác dụng phụ của thuốc. Xu hướng hiện nay tức là sử dụng công nghệ nano liposome để tích hợp thuốc hoặc là tích hợp các cái hoạt chất mà có tiềm năng để sử dụng trong điều trị hoặc thậm chí là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Khi mà theo dõi đến đây thì có một vị khán giả cũng có liên hệ với chương trình và có một cái lời thắc mắc để gửi đến chương trình như thế này ạ. Tôi là Nguyễn Thị Hà và năm nay tôi 35 tuổi. Thời gian vừa qua tôi đi xét nghiệm thì bác sĩ đã phát hiện tôi bị nhiễm virus HP, tức là có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Vậy thì tôi có thể sử dụng sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên như vừa trình bày đó để có thể dự phòng được hay không? Điều trị cái bệnh về viêm dạ dày cũng như là điều trị cái con vi khuẩn HP này thì chúng tôi khuyên bệnh nhân, một là vẫn phải điều trị theo chuyên khoa về Tây y, điều trị đã hết quá trình viêm, hết nhiễm con vi khuẩn HP rồi thì chúng tôi cũng khuyên bệnh nhân có thể dùng một số các cái thảo dược để duy trì cái tính khỏe mạnh của cái niêm mạc dạ dày để cho cái bệnh nó đỡ cái nguy cơ nó tái phát trở lại. Thế nhưng mà có những cái trường hợp như thế nào thì sẽ có cái nguy cơ mắc ung thư cao để mà chúng ta chủ động tìm cách để phòng ngừa? Những trường hợp mà gây từ viêm dạ dày gây ra viêm loét, đặc biệt là khu vực bờ cong nhỏ hang vị và đặc biệt cái quá trình viêm mãn tính sơ teo lâu ngày thì rất dễ gây ra ung thư dạ dày trong cái trường hợp này. Thưa bác sĩ, qua tìm hiểu thì tôi có biết đến cái phức hệ dược liệu nano Việt La Antican cũng có những cái thành phần thảo dược như trên. Vậy thì cái phức hệ này đã được nghiên cứu về hiệu quả và cũng như là mức độ an toàn của cái sản phẩm chưa ạ? Chế phẩm này thì có những cái hoạt tính kháng ung thư rất là tốt trên động vật thực nghiệm bị gây tăng cường miễn dịch và ức chế khối u phát triển. Với những cái kết quả rất là triển vọng như vậy thì chúng tôi cũng đã đăng được một bài báo trên tạp chí quốc tế rất là uy tín. Kết quả này cũng được chúng tôi công bố trong hội thảo ung thư quốc gia lần thứ 19. Như vậy là bên cạnh việc mà chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm hoặc là bài thuốc từ thảo dược thiên nhiên thì có lẽ sẽ nhờ bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên dành cho những bệnh nhân ung thư cũng như là những người bệnh làm thế nào để có thể tăng được cái hiệu quả điều trị, nâng cao thể trạng và giảm tái phát cho người bệnh. Điều trị bệnh ung thư mà có hiệu quả nhất thì tất nhiên cái đầu tiên đó là cố gắng khám sàng lọc phát hiện sớm được bệnh ung thư, vừa điều trị hiệu quả cao mà cái chi phí điều trị lại thấp và các cái biến chứng của nó lại ít, giảm cái nguy cơ tái phát sau điều trị. Chúng ta phải tuân thủ cái sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Bệnh nhân ấy phải có một cái tinh thần hết sức lạc quan với bệnh tật. Bệnh ung thư thì phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thể thao để cho cơ thể nhanh chóng hồi phục lại sau quá trình điều trị cũng như là tăng cường được cái hệ miễn dịch của cơ thể. Sau khi điều trị thì cũng nên sử dụng các cái sản phẩm đến từ thiên nhiên đấy, để làm tăng cái hệ miễn dịch của cơ thể để kiểm soát bệnh tật được tốt hơn. Một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ, của chuyên gia trong chương trình cũng như là sự hiện diện của chị Phương Linh, và hy vọng là với tất cả những gì mà chúng tôi mang đến ngày hôm nay thì quý vị khán giả chúng ta đã có một cái nhìn cặn kẽ hơn về bệnh ung thư cũng như là có một cái phương pháp, một lựa chọn để làm thế nào hỗ trợ điều trị một cách an toàn và hiệu quả cho những bệnh nhân ung thư. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, và nếu như trong khoảng thời gian của chương trình mà chúng tôi chưa thể cung cấp thêm những thắc mắc của quý vị thì quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại của chương trình để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể hơn. Còn bây giờ chương trình Cơ thể bạn nói gì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Atican hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa, xạ trị với thành phần chính là nano, curcumin, gừng, rutin. Atican có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng của viêm dạ dày, tá tràng, hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp làm giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Những đối tượng phù hợp sử dụng Atican: người viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, người có sức đề kháng kém, người sau khi hóa trị, xạ trị. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sau khi nhận được kết luận ung thư vú giai đoạn 2, cuộc sống của chị Phương Linh tưởng chừng như địa ngục, bởi chị nghĩ cả đời sẽ phải sống chung với đau đớn do bệnh gây ra. Ấy vậy mà đến bây giờ, người phụ nữ ấy vẫn sống khỏe mạnh như chưa từng nhận bản án tử hình. Sau khi tư vấn thì tôi cũng đã được sử dụng sản phẩm các thành phần nano, các dược liệu theo công nghệ Solid Lipid. Và sau 3 tháng sử dụng thì tôi cảm nhận rất rõ rệt cái thể trạng của mình được nâng cao, ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn, tốt hơn và giảm hẳn mệt mỏi. Và cũng từ đó thì cái tinh thần của tôi nó đã thoải mái hơn rất là nhiều, và hiện nay tôi đã tiếp tục trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày.
Nhìn chị khỏe mạnh trong những động tác thể dục như thế này, chắc không ai tin là bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 2, lại càng khó tin hơn khi chị mới điều trị hóa chất được ít ngày. Người phụ nữ ấy có được sức khỏe như hôm nay là nhờ tinh thần lạc quan, không chịu đầu hàng số phận, luôn tin tưởng vào y học hiện đại và tìm được phương pháp bổ trợ điều trị đồng hành cùng mình trong cuộc chiến chống lại căn bệnh cà vú đáng sợ.